tạ ơn trời Phật và Thánh Mẫu để cái lễ rước được và an bình chúng ta đã được thành tựu. Sau đó chúng ta rước được rồi thì chúng ta phải làm lễ an bình. Đại lễ cung rước Tam Tòa Đức Thánh Mẫu xin được bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, kính bạch đại đức, kính bạch ni sư cùng tất cả quý sư, quý quan khách cùng toàn thể dân làng, được sự nhất trí và cho phép của đảng, chính quyền xã Đại Hợp, cấp ủy, chi bộ, làng văn hóa Đông Tác. Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2022, ban đại diện làng văn hóa cùng các ban ngành, đoàn thể trong địa phương, cùng sư thầy, chủ trì chùa Bảo Quang, long trọng tổ chức đại lễ cung rước Tam Tòa Đức Thánh Mẫu. Về dự và chung vui với dân làng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón ông Hoàng Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Hợp, bà Bùi Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các ông bà trong ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong xã và của địa phương. Về phía đại biểu Phật giáo, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Chân Thường, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kiến Thụy, Vụ Ly Sư Thích Đàm Kiên, Chủ trì Chùa Phổ Minh, Kiêm nghiệp Chùa Bảo Quang, cùng các quý sư, quý quan khách, quý Phật tử thập phương, con em xa quê, cùng toàn thể dân làng giờ này đã có mặt đông đủ dự đại lễ rước Tam Tòa Đức Thánh Mẫu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy, thưa toàn thể quan khách cùng toàn thể dân làng chùa Bảo Quang, làng văn hóa Đông Tác, theo lịch sử lưu truyền lại có cách đây gần 200 năm, nơi đây là nơi cất dấu cán bộ hoạt động cách mạng. Trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, sự phát triển của quê hương đất nước, ngôi chùa còn nhỏ bé không được tu sửa lại dần xuống cấp và được tháo dỡ. Được sự nhất trí của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Phật giáo thành phố Hải Phòng, huyện Kiến Thụy cho phép xây dựng lại trên nền móng cũ. 9 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2009, chùa được khởi công xây dựng chùa mới với sự quyết tâm của cán bộ, của các già làng cùng toàn thể dân làng, sự nhiệt tình giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất của sư thầy Thích Đàm Kiên trong suốt quá trình xây dựng. Đến ngày hôm nay, toàn bộ khuôn viên ngôi chùa được khang trang tố ảo. Đây là nơi tâm linh tín ngưỡng của Phật giáo, cũng là nơi hội tụ cho dân làng, con em xa quê, quý khách thập phương về vãn cảnh chùa mỗi khi có lễ hội. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy, có được sự thành quả như ngày hôm nay, cán bộ và toàn thể dân làng chúng tôi vô cùng biết ơn các cấp đảng, chính quyền, vô cùng biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ni sư Thích Đàm Kiên cùng các đệ tử của thầy. Cảm ơn các cụ già làng đêm ngày không quản nắng mưa thay nhau lo toan công việc trong thời gian xây dựng chùa. Cảm ơn quý khách thập phương, cảm ơn con em xa quê. Tại ngôi chùa Bảo Quang ngày hôm nay, cán bộ và nhân dân trong làng cùng với sư thầy chủ trì chùa Bảo Quang
long trọng tổ chức đại lễ khung sức tam tòa đức thánh mẫu. Về tại vị ngôi thiền mẫu giờ đã được yên vị, có sự chứng kiến của quý vị lãnh đạo, quý đại đức, quý sư, quý trang ni phật tử thập phương, dân làng chúng tôi vô cùng cảm kích sự có mặt của quý vị là niềm động viên lớn đến với dân làng chúng tôi, đồng thời động viên thầy Thích Diệu Thiền chủ trì tại ngôi chùa này. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm tốt đẹp nhất của quý vị đã đến dự đại lễ rước tượng, đại lễ rước tam tòa đức thánh mẫu rất đông vui và trang trọng. Trong việc đón tiếp còn có nhiều điều chưa trọn vẹn, kính mong quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Giờ này đã đến giờ làm lễ yên vị các chư vị tam tòa đức thánh mẫu cung thỉnh kính mạch đại đức Thích Thiên Đường cùng tất cả các ni sư và quý phật tử thập phương trở về nhà mẫu để làm khóa lễ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Theo như chương trình ban tổ chức đã ấn định, giờ phút này xin cung thỉnh chư tôn thiền tức cũng như quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân phật tử chúng ta trang nghiêm tại chỗ để chắp tay hướng về cung điện thờ mẫu, nơi mà chúng ta vừa rước tượng tam tòa thánh mẫu tứ phủ để tôn chí thờ phụng làm lễ an vị. Cung thỉnh chư tôn đức thì chú đại bi để làm lễ an vị tượng, đem công đức này hồi hướng cho sự tạo điều kiện giúp đỡ của các quý cấp ban ngành, nhất là xã Đại Hợp và các gia đình nhân dân phật tử con em xa gần phát tâm công đức xây dựng cung điện thờ mẫu cũng như là tạc tượng. Đem công đức này hồi hướng cho quý vị thân tâm được an lạc khỏe mạnh, gia đình an khang thịnh vượng, thành đạt trong mọi cực của cuộc sống. A Di Đà Phật. Phút này xin cung thỉnh đại chúng trang nghiêm giữ gìn trật tự làm lễ an vị. A Di Đà Phật. Vâng, mời tất cả chúng ta tại vị ngồi tại chỗ. Đại chúng chúng ta chắp tay hướng về nhà thờ mẫu. Tình vào tôi chân ngồi na na văn 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 na vất vây nhau 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 vất vây Phật Nam Mô Sa Bà Thế Giới Nam Tươi Đại Sư Nữ Sinh Từ Bồ Nhật Tiên Giáo Chùa
Hạt sâu hạ tâm đi ca mẫu đi bằng từ quy bằng công nguyện chúng sinh để đại đại đàng phát vô thượng tâm từ quy phát công nguyện chúng sinh tâm nhập tinh tạng trí tuệ như hải từ quy tăng công nguyện chúng sinh thống thế đại chúng nhất thiên vô ngại hòa đám thánh chúng nguyện trí thủ công đức phổ cầm đã đăng giới trong kinh quay vòng thành mật ra ở để giấc gồm tác quả đức thánh mẫu tứ phủ công đồng tập an vị thánh mẫu di tất thiên hạ thái bình. Chúng ta vỗ chẳng có tay thật to thật lớn. Thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. A Di Đà Phật, cung thỉnh chư tôn đức cũng như toàn thể đại lễ chúng ta an quạ.